Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ, cũng như chào tất cả quý ông bà anh chị em theo dõi ở trên livestream. Thật ra tôi rất là xúc động khi mà cô Hạnh nói rằng hội thánh không có sắp xếp nhưng mà Chúa cho có được một sư trường. Thật ra thì tôi nghĩ cái đó là đặc ân của cá nhân tôi. Chắc là Chúa dùng hội thánh với mục sư để có thể làm được những công việc lớn hơn mình nghĩ ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày nay với cái kỹ thuật, chúng ta ở một cái nơi rất nhỏ nhưng mà tiếng nói của chúng ta có thể vang ra rất là xa, và con cái Chúa ở các nơi họ cũng có thể nghe được lời của Chúa. Mục sư có một cái thông báo nhỏ là trong cái tuần này gia đình mục sư sẽ có nhiều lễ ra trường phải đi, cho nên là thứ năm mục sư đã thông báo cho cả lớp học ở tại Việt Nam nữa là mục sư sẽ nghỉ cái giờ học kinh thánh thứ năm một tuần, rồi sau đó thì mới trở lại được, cho nên cũng báo cho hội thánh được biết rõ điều đó. Tuần rồi mục sư có nói với hội thánh là mục sư cảm động và muốn học với lại con cái Chúa tại đây cũng như ở các nơi về những cái bài học ở trong trũng, ở trong những cái vali mà chúng ta có được ở trong kinh thánh. Cho nên là tuần rồi thì chúng ta đi với cái trũng đầu tiên là cái trũng xương khô. Và cái feedback của con cái Chúa ở tại Việt Nam về cái sứ điệp đó rất là tốt. Nó tạo nên một cái sự thảo luận của nhiều khung giờ khác nhau ở trên cái vòng cầu nguyện toàn cầu. Và họ cảm thấy rằng mỗi người ai cũng có những cái trũng họ đi qua, và xin Chúa giúp cho để mình có thể trở thành quân đội của Chúa. Hôm nay mục sư cũng tiếp tục cái tinh thần đó. Chúng ta đi qua một cái trũng thứ hai. Cái trũng này có địa danh là trũng 3K. Mà khi mà dịch sang thì cái chữ 3K đó có nghĩa là cái trũng khóc lóc. Cho nên là trong cái bản tiếng Việt thì họ dịch ra luôn là cái chữ đó là đi ngang trũng khóc lóc. Người ta nói rằng đây là cái trũng nó gần thành Jerusalem. Và khi mà trên đường đi đến để Jerusalem để thờ phượng thì họ sẽ đi ngang cái trũng đó. Là một cái trũng khô, một trũng khô. Và có những cái cây gọi là cây basam, tiếng Hebrew, tiếng Hebrew. Và những cái cây này nó chảy những cái nhựa ra nhìn giống như là chảy nước mắt vậy đó. À, họ đi qua cái trũng khô đó, có những cái cây đặc biệt đó, người ta gọi là cái trũng khóc lóc. Nhưng mà dĩ nhiên là khi chúng ta học, nó có một cái nghĩa bóng cho nghĩa tâm linh cho đời sống của chúng ta. Một sức xin phép cầu nguyện rồi chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài làm giáo sư lớn dạy dỗ chúng con. Và xin Chúa cho tất cả những ông bà, anh chị em, những người nghe được qua tiếng của con thì nghe được tiếng của Ngài qua môi miệng của con. Nguyện Chúa Thánh Linh tác động ở trong mọi tư tưởng, mọi tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu mà chúng ta đọc Thi Thiên 84 mà bắt đầu từ câu 1 thì chúng ta thấy là lòng của con dân Chúa hướng về nơi thờ phượng và có một cái sự khao khát về đền thánh của Chúa. Cái bản tiếng Việt dịch thấy là rất là tiếc, là đi dịch là nơi đó đáng thương. Thực ra phải nói là đáng yêu chứ không phải là đáng, tại vì tiếng Việt mình mà nói trời thằng đó đáng thương quá là nghe nó nghĩa nó khác rồi. Nó là rất là đáng yêu, và họ mong cái lòng của họ mong mỏi được vào ở trong đền thờ của Chúa. Mà khi mà họ yêu mến nhà của Chúa là bởi vì họ yêu Chúa là Chúa của căn nhà đó. Họ yêu mến sự thờ phượng Chúa là tại vì họ yêu mến cái sự thông công với lại con cái của Chúa. Nhưng mà ở trong cái hành trình mà đi đến đó, họ đi ngang cái trũng khóc lóc. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng cái trũng khóc lóc này không phải nói là cái trũng này là cho những người không tin Chúa. Không phải, trong cái văn mạch này là những con dân của Chúa sẽ đi qua trũng khóc lóc. Và nếu mà chúng ta thành thật với chính mình, mỗi đời sống mình đều có những cái giai đoạn mình phải đi qua những cái trũng khóc lóc. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, David đã từng đi qua những ngày khóc lóc, ăn năn vì tội lỗi của mình. Jeremy thì đổ nước mắt ra khóc lóc, ăn năn cho tội lỗi của dân sự mình. Chúng ta cũng có bao nhiêu lần khóc lóc vì những sự đau đớn ở trên thể xác của chúng ta.
Đau đớn ở trong tâm hồn của chúng ta cũng làm cho chúng ta đổ nước mắt. Con cái Chúa cũng có thể rơi nước mắt bởi vì những cái hoàn cảnh nghiệt ngã, những cái điều xảy ra cho chúng ta mà chúng ta cảm thấy rằng không phải lỗi của mình. Chẳng hạn như ông Job ở trong Kinh Thánh chẳng hạn, ông cũng đã từng đổ nước mắt. Phao-lô thì ông nói rằng ông đổ nước mắt ngày và đêm là vì ông cưu mang cho con dân của Chúa, cho một vụ mà Chúa giao phó cho ông. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự chúng ta có những hoàn cảnh sẽ đổ nước mắt. Con cái của Chúa đã vào trong trũng khóc lóc, đang trong trũng khóc lóc, hoặc là sẽ vào trũng khóc lóc, chỉ là vấn đề thời gian chứ không có ngoại trừ. Amen. Cho nên là chúng ta đừng có thiêu dệt là chúng ta theo Chúa là chúng ta chỉ có những ngày vui vẻ và tốt lành không. Nhưng mà mình đi qua trũng khóc lóc có thể khiến cho cái trũng đó trở nên nơi có mạch. Cái đó là cái sự khác biệt. Chúng ta thấy ở chỗ này, đoạn 34 câu 6 nói rằng đương khi đi qua trũng khóc lóc, chúng ta mà gặp một cái trũng khóc lóc đau thương, khô hạn thì chúng ta cầu xin Chúa cho con đi ra, chứ ít khi nào chúng ta cầu xin Chúa cho con đi qua. Nhưng mà ở đây Chúa không có đem ra mà Chúa dẫn mình đi qua. Cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có lúc nhìn lại những cái kinh nghiệm ở trong những cái trũng đó với Chúa, chúng ta mới cảm ơn Chúa là Chúa không có đem con đi ra mà Chúa đã đồng hành để dẫn bước con đi qua, làm cho con trở nên mạnh mẽ và kinh nghiệm Chúa được nhiều hơn. Ở trong lời của Chúa, Thi Thiên đoạn 30 câu 5 nói như vậy: sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Khóc lóc có, nhưng mà khóc lóc chỉ đến trọ, tức là đến tạm thôi. Nhưng mà cái ban mai nó sẽ đến, sự vui mừng sẽ đến. Cho nên là chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Mục sư dựa trên những câu Kinh Thánh này muốn chia sẻ với bạn chị em ba ý. Cái ý thứ nhất là dựa trên câu 5 với lại câu 7 là nói rằng chúng ta đi tới sức lực lần lần thêm. Cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là họ là những người có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Và cái điều thứ ba là họ sẽ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Ở đây trong Kinh Thánh dùng cái chữ họ như vậy có nghĩa là không phải một người mà là nhiều người. Những con người tìm kiếm đến sự thờ phượng của Chúa, những con người có cùng trải nghiệm đi qua những cái trũng khóc lóc đó, nhưng mà bởi thần linh của Chúa họ sẽ là nơi biến cái nơi đó thành nơi có mạch. Bây giờ chúng ta xem làm sao chúng ta đi qua cái trũng khóc lóc đó. Cái điều thứ nhất là câu 5 nói rằng phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Chúng ta thường là trông cậy sức lực ở trong mình, chúng ta trông cậy vào sự khôn ngoan riêng của mình, sức lực riêng của mình, ảnh hưởng riêng của mình, những cái mối liên hệ của mình. Mỗi lần mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, nhất thân nhì thế, phải không? Mình cậy vào tài chánh, mình cậy vào tất cả những cái quyền lực của mình có, tức là mình trông vào sức lực của mình. Nhưng mà ở đây á, thì tác giả Thi Thiên nói rằng phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa. Cái sức lực ở trong Chúa là sức lực từ bên trong, phải không? Nội lực của chúng ta có được, chứ không phải sức lực là bởi ảnh hưởng ở bên ngoài. Nếu mà chúng ta cậy vào sức của mình sẽ có lúc cạn, nhưng mà cậy của sức Chúa thì cái nguồn sức đó là vô hạn cho chúng ta. Cho nên ở đây nói rằng đầu tiên là phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa. Dù là đi qua cái trũng khóc lóc nhưng mà mình được phước nếu như mình có được cái sức lực ở trong Chúa. Chúng ta trở về Việt Nam, nghe nói hiện giờ là miền Bắc của Việt Nam đang thiếu điện, là tại vì nước thiếu, cái thủy điện nó không có phát điện được. Là mình nhớ lại những cái ngày mình còn ở Việt Nam là cứ phải chia khu vực ra để cúp điện, phải không? Tức là cái phường này cúp ngày nào, phường kia cúp ngày nào. Và cứ mỗi lần mà cúp điện như vậy là cả khu tối đen, không có học hành gì được, phải đốt đèn dầu. Nhưng mà trong cái khu của mình tối đen vậy, tự nhiên có một cái nhà hay là có một cái công ty, đèn vẫn sáng, nhạc vẫn có, tối vẫn có tivi. Thế là cả xóm kéo tới đó coi.
Hóa ra là ở chỗ đó họ có máy phát điện. Họ không lệ thuộc bởi cái điện từ bên ngoài đem tới. Mình ở trong nhà, ở bên ngoài mà cúp điện là mình chịu thua. Nhưng mà những người họ có điện từ bên trong nhà, họ có máy phát điện từ bên trong, thì họ vẫn hoạt động được ở trong cái bóng tối đó. Có nhiều người cũng đi qua những cái trũng, nhưng mà họ trông cậy bởi cái lực ngoại lực từ bên ngoài giúp đỡ, đi tới cái chỗ cạn kiệt và khốn khổ. Nhưng mà nếu chúng ta có năng lực từ bên trong thì chúng ta có thể đi được. Và cái điều đó chỉ có được là ở trong Chúa chúng ta mà thôi. Câu 7 thì lại nói tiếp rằng họ đi tới sức lực lần lần thêm. Quý ông bà anh chị em, nếu mà xét theo cái lẽ tự nhiên thể lý của con người của mình thì đi tới sức lực càng mệt đi, phải không? Càng đi thì càng mệt mỏi đi. Nhưng mà khi mình đi ở trong năng lực của Chúa thì mình đi tới sức lực lần lần thêm. Ở trong cái mối liên hệ chúng ta ở trong Chúa thì cái nguồn năng lực mà Chúa ban cho chúng ta, càng đi chúng ta càng thấy năng lực của Chúa ban cho, càng đi chúng ta càng thấy có thêm được sức lực từ Chúa. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này là nói rằng, không có nói rằng người nào được sức lực ở trong Chúa ngồi đó sức lực lần lần thêm, không có, mà nói rằng người đó phải đi. Phải đi và đi tới, càng đi sức lực lần lần thêm. Ở đây không biết bao nhiêu người có đăng ký đi tập thể dục ở trong phòng gym. Thường là mình đi vào phòng gym mình tập cái bữa đầu rất là hứng thú, cho nên là tập hết máy này tới máy kia, tập xong về nhà nó nhức mình chịu không nổi, tay chân nhấc lên không được. Mà nếu như mà bây giờ mình nói thôi mệt quá, mình nghỉ ở, mình dừng lại ở chỗ đó thì mình sẽ không khỏe. Nhưng mà cứ đi, vẫn tiếp tục đi, thì tới một ngày mình thấy rằng sức lực mình càng ngày càng khỏe thêm, những bắp cơ của mình càng ngày càng được xây dựng, người mình khỏe hơn. Ở cái chỗ là mình tin, mình cậy sức của Chúa và tiếp tục đi tới. Cái điều đó là cái điều giúp cho chúng ta đi được qua cái trũng của sự khóc lóc. Chúng ta nhớ khi ông Môi-se đó, ông dẫn dân sự đi qua được biển đỏ, thì trong Kinh Thánh có viết lại bài hát của Môi-se. Và bài hát Môi-se là bài hát đầu tiên được viết lại ở trong Kinh Thánh. Thì trong Sức Ê Díp đoạn Tô Ký, Sức Ký Tô Ký đoạn 15 câu 2 á, thì lời Chúa nói như vậy: Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Môi-se khẳng định được rằng làm được những công việc này, ra được khỏi Ai Cập, ra khỏi cái sự kiềm chế của vua Ai Cập mà đi qua được này là bởi sức của Chúa, chứ không phải là bởi sức của mình. Ông David thì nói trong Samuel nhì đoạn 22 câu 33: Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Thi Thiên 29 câu 11: Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Chúng ta là con cái Chúa phải tin cậy vào sức mạnh từ nơi Chúa. Ê-sai đoạn 40 câu 31, câu này thì nhiều người thuộc: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới. Có hai câu này để cho chúng ta thấy rằng cái năng lực ở đâu có để chúng ta có thể có năng lực để đi qua cái trũng khóc lóc. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 câu 17 nói như vậy: Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ ở trong lòng. Chúng ta được mạnh mẽ ở trong lòng là nơi quyền phép của Thánh Linh của Chúa. Dân Nhất đoạn 2 câu 14, khi ông Dân ổng viết cho những người trẻ tuổi, ông nói như vậy: Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi làm mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Mạnh mẽ là bởi vì lời của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi làm cho các ngươi thắng được ma quỷ. Như vậy thì Ê-phê-sô, ông Phao-lô thì nói rằng bởi Thánh Linh làm anh em nên mạnh mẽ ở trong lòng. Thì ông Văn lại nói rằng bởi lời Đức Chúa Trời ở trong anh em, trong các ngươi mà các ngươi đã thắng được ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái năng lực mà chúng ta có được phải là sức của Chúa. Và sức đó có được là khi chúng ta ở trong cái liên hệ với Chúa Thánh Linh
và chúng ta có lời của Đức Chúa Trời ở trong mình. Và khi chúng ta đi tới thì sức lực lần lần thêm. Thi Thiên 121 câu 1 câu 2: Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Cầu xin Chúa ngài ban cho chúng ta, để chúng ta có được cái nguồn năng lực ở trong Chúa quý ông bà anh chị em. Không có phải sức mình mà có thể đi được đâu, mà phải cậy ơn của Chúa. Bây giờ cái ý thứ hai là những người này có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Thực ra cái trong bản gốc hoặc là bản tiếng Anh thì nói rõ hơn là lòng hướng về, mình là người lữ hành đang hướng về Sion. Tức là để mình có thể đi qua được cái trũng bóng tối đó, thì mình biết được rằng cái trũng đó mình đi qua, chứ không phải mình chỉ đi vào. Và cái trũng đó nó chỉ là tạm thời. Mình là những người lữ khách, mình là những người hành hương. Nơi đây không phải là cái chỗ cuối cùng của mình, nhưng mà cái chỗ cuối cùng của mình là Sion. Cái chỗ cuối cùng của mình là thiên đàng. Cái chỗ của mình là cái sự liên hệ của mình với Chúa. Mà khi mình hiểu rằng cái này nó chỉ là tạm thời, thì mình sẽ thấy rằng nó cất đi những cái nỗi đau và nước mắt ở trong cái giai đoạn đó. Mình biết rằng việc này nó sẽ qua. Người Mỹ hay nói là the best is not yet to come. Những cái ngày phía trước nó sẽ tốt hơn những ngày qua. Cho nên là mình biết rằng mình có năng lực của Chúa, và mình biết rằng cái trũng này nó chỉ là tạm mà thôi. Tôi nhớ khi mà tôi vào trường sư phạm, cao đẳng sư phạm ở Sài Gòn. Năm đó tôi vào là thủ khoa của thành phố Hồ Chí Minh. Vào thì cái cô giáo sư đó cổ nói rằng trường vào điểm cao nhất làm lớp trưởng, Yến vào cái người kế tiếp làm lớp phó. Tôi vào được 2 năm thì chính quyền đuổi học tôi, là bởi vì gia đình tôi có chương trình đi HO. Cho nên là đùng một cái đuổi mình ra. Không những đuổi ra, mình còn phải kiếm tiền để trả lại cho nhà nước. Tại vì nhà nước trả lương cho sinh viên lúc đó, mà trong 2 năm họ trả lương cho mình, bây giờ bắt truy trở lại, bắt mình trả cái tiền đó trở lại. Tôi nhớ là ba tôi cũng cảm thấy đau lòng. Tự nhiên con đang học đại học, tự nhiên bây giờ về không có việc làm, tôi phải đi dạy kèm tiếng Anh và toán học cho học sinh. Nhưng mà tôi không hề có cái cảm giác là đau khổ hay buồn quý vị. Tôi chỉ chăm chăm là mình sắp được đi Mỹ thôi à. Tôi nói cái này nó chỉ là tạm thôi, nó đuổi mình cũng được, nhưng mà mình được đi Mỹ. Mà mặc dù là mình không có biết là Mỹ là như thế nào, nhưng mà nghe nói là đi Mỹ là thấy sướng rồi, phải không? Cho nên đó là khi mà mình biết được rằng cái hướng của mình là đi Sion, cái đợt mình chỉ là cái người lữ hành, cái chuyện mà bây giờ mình kẹt ở lại ở trong vài năm này chỉ là vấn đề tạm thời thôi, mình sẽ đi Mỹ, thì tự nhiên mình sẽ không có cảm thấy ngồi đó để than thân trách phận, lại đau khổ, là nước mắt cho cái hoàn cảnh của mình. Mình biết là mình sẽ đi về ở một cái nơi tốt hơn. Tôi thấy tôi đọc được nói là có một cái hai cái suy nghĩ của những nhà tâm lý học. Có một trường phái của những nhà tâm lý học, họ cho rằng tất cả những hành vi của con người là bị tác động của 5 năm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Khi mình còn nhỏ, mình lớn lên, cái liên hệ đối với cha mẹ, đối với môi trường chung quanh, nó tạo ra cái con người của mình, sau này nó ảnh hưởng tới những cái hành vi, những cái quyết định của mình. Cho nên khi mà họ cố vấn cho những cái người bởi những cái hành vi có điều gì đó sai, thì họ hay đặt câu hỏi là họ truy trở về quá khứ coi coi người mình như thế nào, da mình ra làm sao, từ nhỏ cuộc sống mình như thế nào. Chẳng hạn cái họ cứ nghĩ rằng những đứa mà nó tham gia băng đảng là tại vì từ nhỏ nó thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Nó cần một cái sự chấp nhận, cho nên là nó tiếp xúc với bạn bè xấu, rồi bạn bè chấp nhận nó, cuối cùng nó tham gia băng đảng. Họ có cái lối giải thích như vậy. Nhưng mà cái ông mà đưa ra cái lập luận đó, sau này ông có người học trò. Cái người học trò này cũng tôn trọng thầy, nhưng mà ông không chấp nhận. Ông nói rằng tự nhiên cuộc đời của tôi mà bị định bởi cái quá khứ 5 năm nhỏ của tôi vậy. Cho nên là ông mới đưa ra một cái lý luận. Ông nói rằng hành vi của con người không phải bởi bị đẩy bởi cái quá khứ,
nhưng mà được kéo bởi cái tương lai của mình. Hành vi không phải chỉ là được thúc đẩy bởi cái quá khứ của mình, nhưng mà thực ra được lôi kéo là bởi cái tương lai của mình. Khi chúng ta biết rằng, chúng ta thấy đi, thí dụ như bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng của những người Phật giáo, họ cứ nói đời là bể khổ. Họ nói không có sai, đời đầy khổ hết, nhưng mà họ tìm cách để giải thích, để nó make sense, nó hợp lý về cái sự khổ. Cho nên nói là thằng này ác cho nên bị như vậy, phải không? Chúng ta có những cái chữ mà chúng ta giải thích về cái khổ của mình. Tôi có lần tôi nói quý vị, ba tôi chỉ cho tôi thấy rằng có những cái chữ người Việt mình dùng thông thường của nhà Phật mà mình cũng không biết. Chẳng hạn như cái nói là cái thằng đó đáng kiếp nó, hay là cái chữ tội nghiệp. Cái chữ đáng kiếp và chữ tội nghiệp là chữ của nhà Phật, nó có liên quan tới cái nghiệp và cái kiếp. Ví dụ như mà nói, ôi sao thấy mà cô Trang cổ tốt quá mà đâu có chuyện gì đâu mà sắp cổ gặp khó khăn, ồ tội nghiệp quá. Như vậy là cái này không phải đời này, tại cái nghiệp của nó cho nên giờ nó phải trả. Họ tìm cách họ giải thích. Còn thí dụ như bây giờ thấy thằng đó làm ác, trả ác, đáng kiếp, tức là kiếp này mày làm gì mày ráng chịu. Tức là họ giải thích về cái khổ ở trong đời. Nhưng mà Chúa thì nói sao? Chúa nói là chúng ta là những tạo vật mới của Chúa, và ở trong Chúa Giêsu chúng ta được sự sống và được sự sống sung mãn. Chúng ta chỉ là lữ hành ở trong đời này và chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Tự nhiên là chúng ta sẽ được lôi bởi cái tương lai, cái định mệnh cuối cùng của mình là ở tại Sion, chứ không phải chúng ta bị lôi, bị đẩy bởi cái quá khứ của mình, nhưng mà chúng ta được thúc đẩy, được lôi kéo bởi cái tương lai của mình. Và cái điều đó là cái điều mà nó thay đổi cái tư duy của chúng ta. Khi chúng ta nhìn cái vấn đề nó khác thì tự nhiên là cái cảm xúc của chúng ta khác. Là tại vì cái lối suy nghĩ chúng ta nó tác động tới cảm xúc, rồi cái cảm xúc nó dẫn đến cái hành động. Khi chúng ta có cái nhìn, thay đổi được cái tư duy của mình, mình biết mình chỉ ở tạm thôi, rồi mình sẽ đi về Sion, thì nó sẽ giúp cho mình đi qua được cái trũng khóc lóc. Cái điều thứ ba, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Ở trong cái ý nghĩa, ở trong tiếng gốc của Kinh Thánh á, là mang cái ý nghĩa là chúng ta đào, nhưng mà Chúa làm cho có mạch nước, Chúa làm có mưa rơi, nhưng mà chúng ta là cái người đi và đào để có được cái nguồn nước đó. Ê-sai đoạn 12 câu 3 nói rằng: vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ và múc nước nơi các nguồn sự cứu. Tôi thấy chúng ta hay có cái khái niệm nói rằng trường đời. Chúng ta có thể thấy rằng đời là bể khổ hay là đời là trường học là tùy cái nhìn của chúng ta. Mà khi chúng ta đi ngang đó, chúng ta có thể khiến nó trở thành mạch nước sống. Chúng ta thấy ở đây lời Chúa nói rằng đương khi đi qua trũng khóc lóc họ làm. Chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa làm, nhưng mà không phải, ở đây ghi là họ làm. Tức là có phần của chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ Chúa làm không. Chúng ta có cái tư duy tốt, chúng ta có cái thái độ đúng, và chúng ta sẽ biến cái hoàn cảnh khó khăn đó trở nên một cái cơ hội và cái thuận lợi cho mình. Tôi hay nhắc về ba của mình ở trong cái sự giảng dạy của mình. Tôi hy vọng là quý ông bà anh chị em không có khó chịu về điều đó. Nhưng mà tôi chỉ nói những cái điều gì mà nó có liên quan tới bài giảng và nó giúp ích cho chúng ta. Ba tôi nói là 6 năm tù cải tạo. Thì ba tôi là người lớn lên thời Pháp. Tiếng Pháp ba tôi rất là giỏi. Khi mà ba tôi qua Mỹ lấy lớp tiếng Pháp học vô, chỉ có ngồi nói chuyện chơi với giáo viên thôi, cuối là lớp là được A ngay tức khắc. Nhưng mà ông nói rằng tiếng Pháp thì ông biết, nhưng mà 6 năm tù cải tạo, là ông ra khỏi 6 năm tù cải tạo đó là ông giỏi tiếng Anh. Là tại vì ở trong đó ông dành thời giờ để học tiếng Anh, và có những người sĩ quan trong đó rất là giỏi tiếng Anh và dạy cho ba tôi. Và ba tôi phát hiện rằng nhiều tiếng Anh cái gốc là chữ tiếng Pháp, cho nên là nhiều lúc chỉ chuyển cái phát âm thôi là có được một cái số vốn từ nào đó. Cho nên là khi mà ba tôi ra khỏi tù cải tạo thì
thì người ta không cho ba tôi trở về dạy triết học và văn chương như là chế độ cũ nữa, thì ba tôi lại đi dạy tiếng Pháp và dạy tiếng Anh cho những gia đình đi nước ngoài. Và nó tạo nên cái nguồn income, cái nguồn thu nhập còn cao hơn rất nhiều những cái người giáo viên mà dạy ở bên trong trường. Quý ông bà anh chị em, 6 năm tù đó có thể là khốn đốn, nhưng mà ba tôi biến cái chỗ đó thành một cái mạch sống. Cuối cùng khi ba tôi ra khỏi đó, đem được một cái nguồn ngôn ngữ cho cá nhân của mình, dạy lại cho các con, dạy cho người khác, cái mạch nước đó nó tuôn qua mình và nó tuôn cho người khác. Trong đời sống tâm linh của chúng ta, chúng ta có những cái chủng mà tôi gọi rằng Chúa thiết kế đặc biệt cho mỗi cá nhân của chúng ta, mang tên của chúng ta. Và ở trong cái chủng đó, ngay cái chỗ vực thẳm đó, nơi mà chúng ta khóc lóc, chúng ta kêu than với Chúa đó, thì Chúa đã xuất hiện với chúng ta. Và chúng ta như là nối kết được vào trong cái sự sống của Ngài. Và chúng ta trải nghiệm được Chúa một cách đặc biệt. Khi chúng ta ra khỏi cái chủng đó, chúng ta biết Chúa tận tường. Không phải chỉ nói về Chúa, mà chúng ta biết Chúa, chứ không phải chỉ biết về Ngài. Và nó trở thành cái mạch sống đó. Chúng ta trở thành những người có thể chia sẻ cái kinh nghiệm sống đó và giúp cho nhiều người được sống lại. Tôi ra khỏi cái mồ mả của cá nhân mình, và từ khi tôi trở lại giảng dạy, tôi không biết bao nhiêu người đã nói với tôi rằng ồ, người này tính tự dạng, người kia tính là sụp đổ, mà nghe bài giảng của mục sư họ thay đổi cái ý, họ thấy được sự hy vọng, họ thấy được sự sống. Nếu tôi không ở trong những cái chủng khóc lóc với Chúa thì tôi đi ra không có được cái mạch sống như vậy. Quý vị có coi phim võ công của Hồng Kông đồ, ngày xưa Việt Nam mình hay chiếu những cái phim võ, có nhiều lúc bị chưởng một phát hay là bị quánh cái rơi xuống dưới vực thẳm, nằm đó bất tỉnh nhiều lúc mấy ngày, tới hồi tỉnh dậy mò đường đi ra phát hiện một cái bí kíp, phải không cha? Phát hiện một cái bí kíp, thế là luyện thần công, tới hồi ra khỏi cái vực đó không ai quánh lại hết, võ nghệ cùng mình. Đâu có ngờ là những cái vực thẳm đó lại là nơi thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên chủng khóc lóc có ở trong cuộc đời của con cái của Chúa, nhưng mà nếu chúng ta có sức lực của Chúa, gắn kết với Ngài trong sự cầu nguyện, trong thánh linh của Ngài, trong lời của Ngài, cứ đi tới. Cứ đi tới, quý bạn cho em, đi tới nghĩa là sao? Đi tới có nghĩa là kéo cái chân này ra khỏi cái chỗ cũ và bước lên. Có nhiều lúc mình đi nhanh, có nhiều lúc mình đi chậm, có nhiều lúc phải lê từng bước chân mà đi. Nhưng mà đừng có bỏ cuộc, mình đi tới, Chúa thêm năng lực cho mình, đi tới sức lực lần lần thêm. Biết rằng mình đang ở trong cái chỗ này chỉ là chỗ tạm, mình sẽ về với Sion. Chỗ này chỉ là cái thao trường, là Chúa huấn luyện cho mình, Chúa trang bị cho mình. Và Chúa sẽ khiến cho, Chúa sẽ giúp cho chúng ta, là chúng ta sẽ đào vào trong được cái mạch nước của Chúa. Những cơn mưa của Chúa sẽ đổ xuống. Ê-sai đoạn 43 câu 19 nói như vậy: ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy ở trong nơi sa mạc. Chỉ có Chúa làm được, quý ông bà anh chị em. Chúa có thể làm những cái mạch nước ở trong nơi sa mạc cho chúng ta. Ê-sai đoạn 44 câu 3: ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta ở trên những kẻ ra từ ngươi. Có nghĩa là Chúa nói rằng Chúa sẽ đổ mưa, Chúa sẽ tiếp nước, không phải chỉ trên mình, mà trên những hậu tự của mình, những người ra từ mình, là dòng dõi của mình sau này. Nhưng mà tôi thích câu này, Giăng đoạn 4 câu 13, 14 nói như vậy, quý bạn chị em: ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước của ta, tức là cái nguồn mạch nước từ nơi Chúa, uống nước mà ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong ngươi, văng ra cho đến sự sống đời đời. Tin rằng chúng ta đi qua cái chủng khóc lóc đó, nhưng mà chúng ta có những cái trải nghiệm, chúng ta có những sự gặp gỡ được Chúa, chúng ta có cái nguồn nước sống, và cái mạch nước sống đó giúp cho chúng ta đã khác. Và nó trở thành cái mạch nước không phải chỉ cho chúng ta,
mà thông qua chúng ta để cho nhiều người khác hưởng được. Như vậy cầu xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta biết là sẽ có cái trũng khóc lóc, nhưng mà chúng ta không có sợ cái trũng khóc lóc, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta cần có năng lực ở trong Chúa. Chúng ta đang đi như một người lữ hành, và ngay cả trong trũng đó Chúa sẽ giúp cho chúng ta, để biến chúng ta thành những cái mạch nước sống cho những người chung quanh. Ngày nay có bao nhiêu người họ xuất thân từ những người nghiện ngập, bây giờ họ trở thành những mục sư quay trở lại để giúp những người nghiện ngập. Có những người từ ở trong băng đảng bây giờ trở về để nói chuyện với những người băng đảng. Có những người ngày xưa là nhà sư ở trong chùa, bây giờ tin nhận Chúa trở lại để làm chứng cho những người ở trong chùa. Quý vị có thể cũng đi qua những cái trũng khóc lóc của mình, có thể ngồi khóc vì cái hôn nhân của mình, có thể ngồi khóc vì con cái của mình, có thể ngồi khóc vì kinh tế của mình. Nhưng khi mình đi qua cái trũng đó rồi, mình hút cấp được, mình nối kết được với sự sống của Chúa, khi mình đi ra, mình lại trở thành cái nguồn phước để nói với người khác về những trải nghiệm của mình, để truyền cái sự sống cho họ. Amen. Cho nên nguyện Chúa Ngài ban phước cho chúng ta, để chúng ta có được cái bài học qua trũng khóc lóc. Tôi không có nói là bài học trong trũng khóc lóc, là tại vì chúng ta không có ở trong đó, chúng ta chỉ có đi qua thôi. Và Chúa có mục đích trong những ngày chúng ta ở trong trũng đó cho một cái sự vinh hiển lớn hơn. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em. Amen. Với lời, với lòng thành và sự